Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Bùi Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An với thời hạn 5 năm. Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mong muốn đồng chí Bùi Việt Cường trên cương vị mới tiếp tục rèn luyện, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề cao vai trò người đứng đầu cùng đơn vị, phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của ngành kiểm sát, nắm bắt tình hình của tỉnh để thực hiện tốt chức năng của ngành, đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực kiểm sát.